Cháu chào các ông các bà. Cháu chào các ông các bà. Sắp thi chưa hả Lùng? Kiểm tra rồi. À, kiểm tra giữa kỳ thôi đúng không? Vâng, cho một chỗ nữa. Ừ, chỗ xin, rồi. Cho một chỗ nữa. Đấy, để... mát nhờ. Cháu Hiệp xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tam Giác Mạch của anh em mình nhá. Đó, ủi ôi, đợt này vứt lợn chết hay sao mà thối thế. Hiện tại thì như mọi người thấy rồi, cái cung đường rất là quen thuộc của anh em mình trong suốt thời gian mà làm nhà cho hai cháu mồ côi Lùng và Máy. Đấy, con đường rất là quen thuộc thôi, những ai đã theo dõi video thì đều thấy rồi. Đoạn này thì chắc phải đi bộ rồi cho nó yên tâm đi. Đường tăng không cẩn thận là lại xuống vực là quá là mệt mỏi luôn. Đây, đầu video thì xin được chúc quý khán giả tất cả mọi người xem video thật là vui vẻ và may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì trên vùng cao như mọi người thấy rồi, đây đó, hoa gạo rất là đẹp. Tháng 3 hoa gạo, mùa của đói nghèo, mùa của thiếu thốn. Trên vàng vùng cao bây giờ thì hiện tại đang chuẩn bị vào mùa giáp hạt. Do vậy là bà con luôn luôn là khó khăn. Đấy. Hôm nay thì cháu Hiệp tiếp tục có một hành trình xuống với nhà của Lùng Máy. Tuy nhiên thì thăm Lùng Máy thì ít mà để... chia sẻ về cái tiến độ và cái quá trình sau khi mà chú thím của Lùng Máy sửa sang nhà cửa xong rồi xem là như thế nào, hoặc là đã xong chưa. Đó, bởi vì là nhà hảo tâm giấu tên hỗ trợ 40 triệu đồng ấy thì cũng rất là muốn, anh em mình cũng muốn có những cái sản phẩm, có những cái chia sẻ sau khi mà hai vợ chồng chú thím ruột vàng anh em hay nói đấy, chú thím của Lùng Máy được giúp đỡ với số tiền khổng lồ như thế. Có lẽ với nhiều người thì 40 triệu nó chỉ là móng tay thôi, nhưng mà đối với cháu Hiệp nói riêng và bản thân bà con ở vùng cao này nói chung ấy thì 40 triệu là cả một cái tài sản. Hay do vậy cháu Hiệp phải sử dụng từ số tiền khổng lồ là như vậy thì được giúp đỡ sau những cái sự chăm sóc kiêu mang hai đứa con, hai đứa cháu mồ côi cha mẹ thì đi lấy chồng mới, rất là xứng đáng với cái món quà đó. Thế nên là anh em mình cũng đã trao tới hai vợ chồng rồi. Đấy, mọi người nhìn thấy ở dưới kia chưa, lấp ló là mái nhà là óng ánh rồi. Hôm nay thì anh em mình cũng liên hệ trước rồi, tuy nhiên thì vư với dính hai vợ chồng là đi hỗ trợ chú làm đám cưới rồi, thế nên là không có mặt ở nhà. Hy vọng là gặp được Lùng Máy để có thể chia sẻ kỹ hơn. Đấy, để vào tận nhà để xem. Còn không thì anh em mình cũng lại đi về thôi, chỉ đến Lùng Máy thôi. Đấy, thì sau khi được giúp đỡ thì hai vợ chồng cũng không có xây mà chỉ sửa sang. Ai chuẩn bị làm nhà hay sao ấy? Chắc trên này chuẩn bị xây nhà. Chỉ có sửa sang lại cái phần mái, khung mái thôi. Đấy. Ok, dừng một chút xem nào. Ở đây nhìn xa thì mọi người thấy là
nhà của Lùng với Máy rồi, xa xa kia đấy. Thì là nhà của Lùng Máy là có mái là chung. Vậy đi, tiếp tục di chuyển đi. Tại sao cho hiểu là phải ghi hình dài như thế này? Bởi vì là chỉ có ở trên này thì mới nhìn thấy tổng thể cả cái mái thôi. Thì đây là một thước phim gửi tới nhà hàng Tâm Dấu Tên để biết được là số tiền là bà giúp. Ê, đi đường này đi. Được cái này. Là hai vợ chồng cũng đã tận dụng rất là kỹ càng để mà sửa sang nhà cửa rồi. Ok, em đi trước đi để anh quay kỹ hơn. Đấy. Xem Lùng là Máy ở nhà thì đây nhá. Đấy. Đây này. Nhà của Lùng Máy đây mọi người ơi. Nhà của Lùng Máy thì xây theo hệ vuông. Đấy. Nhà của Vư với Dính thì nhà dài. Và bên cạnh thì anh trai của Vư Dính thì đang ở nhờ cái khu vực gian kho của hai vợ chồng. Đây này. Ngói mà người thấy là ngói hai vợ chồng đã tháo hết ra để tập kết ở đây rồi, ngoài âm dương xuống cấp quá rồi. Bây giờ hai vợ chồng đã sử dụng cái số tiền đấy để tân trang lại cái phần mái ngon lành rồi. Sau khi giúp đỡ Lùng Máy xong thì hai vợ chồng mới có thời gian và có điều kiện để sửa sang lại nhà của mình. Với mái bờ rô như thế này thì có thể ở thêm được là một thời gian nữa. Khả năng là Lùng Máy không ở nhà rồi, chắc là anh Sinh ở nhà thôi. Đấy. Quay qua bên trên để cho tất cả mọi người đều biết, đặc biệt là cô chú, gia đình cô chú nhà Hà Tâm Dấu Tên ấy, biết được là hai vợ chồng đã sửa sang nhà ở yên tâm rồi. Cái khung thì vẫn khung cũ, là về phong thủy hay là về cái những cái tâm linh thì không nói nữa. Bây giờ nhìn thực tế là sửa sang chắc chắn kiên cố như này ở thêm được vài năm nữa. Còn đối với chú của Lùng Máy, tức là em Vư đấy, thì hiện tại đang đi làm gùi đờ, tức nghĩa là làm xe ôm vượt thủ ấy, chở các bạn khách du lịch ở bên Tây sang du lịch Việt Nam mình ấy. Có ai ở nhà không? Không ai luôn à? Không ai thì thôi mình không vào đấy nữa, không bất tiện quá. Không ai ở luôn. Thế thì thôi. Thế thì sẽ đi về đã. Thì hôm nào các cháu ở nhà thì sẽ vào thăm sau. Đó. Đi bàn mà không ai ở nhà thì cũng rất là ngại. Tiền thì lương nửa triệu. Bọn này chắc cũng đi hết rồi. Ô đây 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 đây. Ôi, đi đâu về đây? Cắt cỏ hả? Ôi giời ơi, vất vả thế. Chú bảo đi nhà Lùng Máy chơi mà không thấy Lùng Máy. Thôi đi về nhà Lùng Máy chơi một tí nha. Đợi chú với, đợi chú. Chào chú chưa? Chào chú. À được mà. Bạn kia con gà ở đâu về đấy? Ờ, nhà nào? Nhà chú Súng à? Rồi, ok, đi, đi lên nhà Lùng Máy đi. Đi. Chỗ này đủ mấy con ăn hả Lùng? Chỗ cỏ này này. Cắt cỏ cho bò phải không? Lâu quá không về rồi, có nhớ chú không? Có. Có hả? Các bạn đi từ lúc mấy giờ đây? Vừa mới đi hả? Ôi giời ơi.
Thế chú đi đâu rồi? À, dưới Bắc Nui hả? Hỗ trợ bác làm đám cưới phải không? Mệt quá nhỉ. Lần này nhìn Lùng gầy đi đấy, phải không? Chỗ này làm sao mà đủ ăn? Tí đi tiếp. Tí lại đi tiếp. Cứ đẩy cái gùi lại về à? Thế bác say đâu? Bác say. Ừ, cũng đi à? Bác này này, bác xính chứ? Đi làm cưới. À, đi hộ đám cưới hết hả? Thế bây giờ vào nhà được không? Được. Được hả? Rồi, đi vào nhà đi nhỉ. Xong là uống nước nhé. À, đi vào nhà này à? À, lấy chìa khóa hả? Thế chú vào nhà một tí nhé. Nhà này sửa xong trước khi ăn Tết phải không? Đẹp nhỉ. Xem một tí nào. Bên trong đây mọi người ơi. Đấy, thiết kế đòn tay là bằng cây thông nhé. Và lợp mái bro. Ngon lành hết rồi. Đấy, sửa xong hết rồi. Đi sang nhà bên kia. À, đi sang nhà của cháu đúng không? Đấy. Ê da. Tí nữa là chú đi về không gặp Lùng rồi. Đâu bánh kẹo đâu rồi? Lùng có ăn kẹo không Lùng? Là mình đi học một tuần là không lau đúng không? Vâng. Thế em dính có lau không? Có. Có hả? Đây chú cho Lùng này. Đây là Lùng đi học một tuần là không lau đúng không? Vâng. Không sao, mình về mình lau cũng được. À, điện tắt bên kia rồi. Vâng. Nhà thơm quá nhỉ. Nhà thơm mùi gỗ. Thế Lùng về là Lùng có lau nhà không? Có. Có hả? Đấy, rất là ngoan. Mát quá, vào nhà Lùng máy mát lắm mọi người ạ. Tạt qua nhà chú Thím một chút thì mọi người cũng thấy rồi là... Đi rót nước đã. À, đi rót nước đã. Rồi, nhất trí. Mặc như này có nóng không hả Lùng? Có. Có hả? Mặc áo nó mát thôi nhé. Ngập đi. Trời, ủa trắng không muốn.
Mấy ngày quét nhà một lần hả máy? Hai ngày quét một lần. Đấy, ra giỏi quá. Đấy, các bé biết làm rồi nên là cháu Hiệp không làm đâu, chỉ ngồi hưởng thành quả thôi. Các bé đã rất là biết chăm chút cho chú ngôi nhà của mình để mà cho sạch sẽ. Thì anh em mình cảm thấy rất là ấm lòng mọi người ạ. Đối với hoàn cảnh của Lùng và Máy thì với những khán giả mới xem thì cháu Hiệp chia sẻ với mọi người một chút là Lùng và Máy thì là hai anh em mồ côi mẹ, mồ côi cha. Còn mẹ thì sau khi cha mất là mẹ cũng đi lấy chồng mới luôn và hiện tại lập gia đình mới rồi, có em bé khác rồi. Thì Lùng và Máy thì được sinh sống ở cái phần gian bếp của chú thím ruột. Đấy, thì sau khi là nuôi cũng được mấy năm trời rất là vất vả rồi thì chú thím mới gọi điện cho cháu Hiệp đến để chia sẻ và hoàn cảnh của hai anh em. Và từ đó là được anh Già Thoáng hay còn gọi là Cu Tổng hỗ trợ 50 triệu. Các cô chú anh chị nhà hảo tâm khác là hỗ trợ phần còn lại và hoàn thành được cái nhà như hiện nay. Nhà thì anh em mình thiết kế như mọi người thấy là bên ngoài là có chỗ rửa chân, có mái hiên, có sân đàng hoàng sạch sẽ. Và bên trong thì được thiết kế là hai phòng ngủ, gian đằng sau là thiết kế bếp cũng như là nhà vệ sinh các thứ hết sức là sạch sẽ. Đó. Máy quét thì quét cái sân luôn, bảo em quét cái sân luôn cho sạch. Thiếu sáu tiền. Sao lại phải đi rửa à, Lùng? Bận quá hả? À, mấy giờ Lùng về đến nhà, đi học về đến nhà? 11 giờ. 11 giờ. Đi bộ về hả? Vâng. Thế tối nay ở nhà ai nấu cơm cho Lùng ăn? Lùng nấu rồi. Khang nấu hả? À, giỏi quá nhà. Đi vào đây em bé, đi vào đây ăn bim bim này. Vào đây. Ngại hả? Sắp thi chưa hả Lùng? Kiểm tra rồi. À, kiểm tra giữa kỳ thôi đúng không? Vâng, cho mời chú nữa. Ừ, chú xin, rồi. Cho mời chú nữa. Đấy, để quần áo này gọn gọn một chút nào. Quần áo của ai đây? Đấy, cất gọn vào nhé. Vâng. Cái kia là giày lau hả? Cái kia chắc là giày lau phải không? Ừ. Tối nay ngủ một mình có sợ không hả Lùng? Ngủ một mình sợ. Hả? Sợ quá. Sợ à? Chắc là tối chú thím về thôi nhỉ? Vâng. Nhưng mà phải ăn cơm xong mới về. Chú thím là đi hộ đám cưới. Bác Xính cũng đi luôn hả? Vâng. Ừ. Rồi Lùng đứng dậy nào, chào các ông các bà đã đúng không? Chào chào các ông các bà. Đấy, lâu quá không quay Lùng với Máy lên rồi, các ông các bà cũng nhớ lắm. Đấy, rồi ngồi đi, ngồi uống nước đi. Hôm nay chú bảo là đi qua thì gọi cho chú Vư xem là ở nhà không để vào xem nhà của chú Vư sửa xong đấy. Chú Vư sửa xong ngày mùng mấy Tết, trước Tết là ngày bao nhiêu Lùng có biết không? Không nhớ. Không nhớ. Chắc là sửa xong là mấy ngày là ăn Tết? Sửa xong một tuần. Một tuần là ăn Tết hả? Vâng. Sửa xong có làm mấy mâm cơm không? Có. À, tốt quá rồi. Đó. Thế là Lùng là tối chủ nhật lại đi về trường rồi hả? Thứ hai sáng mới đi. Sáng thứ hai chắc là chú đưa đi đúng không? Vâng. Ừ. Sau là đến chiều thứ bảy mới về. Vâng. Đó. Thế đi như này thì có nhớ nhà không, nhớ em gái không? Có. Có hả? Thế về thì đầu tiên là làm gì? Về đến nhà thì việc đầu tiên Lùng làm là làm gì? Đầu tiên thì lau nhà. Lau nhà. Vâng. Rồi làm gì nữa? Giặt quần áo. Giặt quần áo. Lùng tự giặt luôn. Vâng. Đấy, Máy ngồi đây nè. Không, ngồi gần chú đi. Máy ngồi gần chú đi. Em gái. Đấy, cháu gái. Bạn kia về đây. Sơ. Giặt quần áo xong làm gì nữa? Giặt quần áo xong thì trời tí thì đi cắt cỏ. Ừ. Xong là về tự nấu cơm ăn. Vâng. Đấy, bây giờ là mình cũng nấu nướng ở bên này rồi đúng không? Vâng. Ôi giời, giỏi quá. Lùng đang học lớp 6 thôi, bé tí luôn, bây giờ Lùng gầy đi. Tại vì là Lùng sẽ cao, nhưng mà gầy, không béo. Bây giờ Lùng mà cao đến một độ tuổi nào đấy thì Lùng bắt đầu béo. Béo xong bắt đầu lại cao tiếp. Bây giờ như chú là không cao được nữa rồi. Thấy chưa? Dạ. Đấy.
Bạn Máy bây giờ nhìn cũng gầy đi nhỉ? Giờ này có ăn cơm được nhiều không Máy? Ăn một bữa mấy bát? Hai bát. Hai bát, à thế là giỏi rồi. Lùng một bữa được mấy bát? Hai bát. Ở trường thì được ăn ngon không? Có. Có hả? Tốt quá rồi. À, bạn này thì đang lớp 4. Bạn này lớp 2. Đấy, bạn này thì lớp 6 thì được ở chương trình bán trú của nhà trường, được ăn và được ở tại trường. Còn bạn Máy thì ở đây thôi, là đi gần đi lại thì là sinh hoạt với chú Thím. Tuy nhiên ở thì ở riêng như thế này. Thế tối nay là chú Thím chưa về thì chắc là bật điện lên hai anh em tự chơi với nhau thôi. Không sợ đâu nhỉ. Nhà to đấy sợ gì? Đóng cửa hết vào ai làm được gì mình đúng không? Đấy. À, anh Lùng vừa chào các ông các bà rồi, bây giờ đến lượt Máy nhé. Nào Máy đứng dậy nào. Chào chào các ông các bà. Đây, Máy nhìn vào cái điện thoại này. Chào chào các ông các bà. Đấy, Máy rất là ngoan nhỉ. Thế chú mua kẹo cho nhé. Ừ. Bây giờ các bạn nhỏ có tiền tiêu vặt không? Có tiền đi học không? Có. Có bao nhiêu? Một tuần thì thế cho 30.000. 30.000. Thế bạn Máy? Một tuần là thế cho 5.000. Không, một ngày thôi, chắc một ngày đúng không? Mỗi ngày đi Thím cho thế phải không? Một ngày thì cho 4.000. Học chiều nữa. Tại vì các bạn ở đây thì tiêu vặt, tiêu bim bim các thứ thôi. Thím thì cũng như là mẹ rồi. Nào uống nước nào, cạch một cái nào, lâu quá không gặp. Ai già, bạn Máy đâu, cạch một cái nào. Ai già, còn nhớ chú tên là gì không? Chú tên là chú Hiền. Rồi, đấy, bạn này còn nhớ không? Có. Được đấy thôi, các bé em sao mà quên được đúng không? Chú vào đây lâu như thế. À, cập nhật cũng như là chia sẻ với mọi người, à, hai bé hiện tại đang cái trong cái giai đoạn phát triển, như vậy là có những cái thay đổi về ngoại hình, thể trạng. Tuy nhiên thì cuộc sống cũng rất là ổn và chú Thím cũng rất là tuyệt, rất là tốt chăm lo cho cả hai bé. Như mọi người thấy rồi, là đi học về là các bé biết lau nhà, dọn nhà. Máy ở đây một ngày là Máy, hai ngày là Máy quét nhà một lần là được rồi. Còn Lùng đi học về một tuần về lau nhà một lần cũng được rồi. Bởi vì là mình không làm gì để đâm ra là mình chỉ ở nó cũng không quá là bẩn, quá là bụi đâu. Nhưng một ngày quét hai lần là hai ngày quét một lần là được rồi. Nhưng mà nhớ bảo chú dặn nhá, đi các bạn đi cắt cỏ là cẩn thận, là rắn rết các thứ nhá. Nguy hiểm lắm. Bây giờ khu này chú đi gặp rắn hổ mang rất nhiều. Nhớ nhá. Đấy, đi thì đi đông, thứ hai là cái liềm mà cắt là cẩn thận nhá. Không sợ cắt vào là đứt cái này là sau này là không cầm bút được. Đấy. Mùa này vào mùa hè rồi, đi đâu đội cái mũ vào nhớ chưa? Mặc này nóng quá, mặc một áo thôi, nhưng mà áo dài tay. Đi cắt cỏ thì mặc áo dài tay thì nó đỡ ngứa, đỡ bị cỏ cắt vào người tay nhớ chưa? Đấy, rồi là về nhà thì tối thì cùng nhau tắm rửa, nhớ là đun nước ấm ấm tắm nhá. Tắm không ngoài này thì lạnh lắm. À đâu, có nhà tắm ở đây rồi, xả nước ra, đun xong là xả nước ra tắm là ấm áp luôn, không có gió thì nó sợ bị ốm ấy, hiểu chưa? Hiểu. Đấy. Lùng thì cái mắt là nháy bị cái tật đấy đúng không? Vâng. Đấy. Thế thì trước chú cũng nói rồi, bao giờ Lùng với Máy lớn rồi mà có khả năng tự chăm sóc bò thì hoặc là khi nào chú Thím quyết định là nuôi bò thì chú Thím sẽ gọi cho chú và sẽ mua một con bò nhé. Vâng. Tiền thì còn hơn 13 triệu, 13 triệu 8 thì phải. Trước là còn dư 14 triệu nhưng mà mời chỗ chú lái xe hộ mình vật liệu ấy 200.000 rồi đấy. Nên là còn dư 13 triệu 8. Thì khi nào mà chú Thím nhất trí thì sẽ cùng nhau là mua một con bò về nuôi. Nhưng mà lúc đấy Lùng Máy phải lớn rồi mới nuôi được đúng không? Đúng. Bây giờ chỉ có hỗ trợ là nãy vừa đi thấy đấy là có một nắm thôi. Xong chốc nữa chú về là các cháu lại đi cắt một nắm tiếp hả? Cứ như thế hả? Rồi, nhưng mà tối quá thì về nhá. Về nấu cơm, tắm rửa sớm, nghỉ ngơi. Cuối tuần thì thôi nghỉ xả stress đi, không học bài nữa. Bởi vì là học cả tuần rồi. Nếu mà về em có bài nào không hiểu hay hỏi thì mình làm anh, mình chỉ cho hoặc là dạy em viết nhé. Tại vì cũng ngủ sớm thì cũng mỏi lưng thôi. Tầm 9 giờ hẳn ngủ nhé. Đấy, hỗ trợ nhau học bài các thứ. Hôm nay thì anh mình vào, rất may là đi xuống dưới này lại gặp được các bé, không thì cũng lại đi về không rồi. Tuy nhiên thì một lần nữa chia sẻ với
nhà hảo tâm giấu tên đã hỗ trợ cho chú thím ruột vàng của Lùng Máy. Đó là với quỹ tiền đấy thì hai vợ chồng cũng đã sửa sang được nhà cửa ngon lành rồi. Để mà nói là xịn mịn hay là đổi mới thì không có, nhưng mà thay được cái mái sập sệ, rột nát, bây giờ ở yên tâm hơn rồi. Em Vư thì cũng nghỉ bên công ty than để về chạy tour rồi, thì thu nhập cũng cũng ổn. Bởi vì là một ngày các em cũng có thể, một tháng các em nếu mà làm đều các em cũng có thể thu nhập cũng 6-7 triệu. Và công ty nuôi ăn, do vậy là cũng là cái lao động chính để nuôi mấy mẹ con. Và từ đó thì cũng có cái phần để đưa cho các cháu cũng là như là người con của mình để đi học đó. Nuôi đúng không? Mới làm lương nhỉ? Vâng. Còn Lùng Máy thì tuổi này thì chỉ có phụ thuộc hết thôi. Còn nhà cửa thì các bé là chưa có một cái dấu hiệu là hỏng hóc ở đâu cả. Chỉ có hơi bẩn tí, trẻ con hay nghịch một tí nhỉ? Còn đâu là vẫn sạch sẽ như ngày nào. Nhớ là về là lau bàn ghế sạch sẽ này, lau nhà mà sạch sẽ đi. Ngủ dậy là chăn màn nhớ gấp lại, nhớ chưa? Nhớ. Quần áo giặt xong thì phơi khô để cho vào ba lô để mang đi học. Đấy. Thôi các bạn chia kẹo ăn đi. Không tí muốn đây, đi chia kẹo cho bạn kia đi. Em cũng ạ, à, bé cũng ăn đi nhé. Đấy. Chú cho mỗi bạn 10.000 đi mua bim bim nhé. Cháu xin chú. Rồi, này, máy này. Cháu xin chú. Ừ. Nhớ cẩn thận tiền làm rơi nhé. Chú không có nhiều, chú cho mỗi bạn một ít đi mua bim bim ăn thôi. Nhé. Ừ, lì xì. Ăn xong là nhớ cái vỏ là bỏ vào bếp lửa nhé. Không vứt lung tung là nó không phân hủy được đâu. Đúng là chỉ bảo các bạn nhỏ từ những cái tuổi này thì dễ hơn. Lùng Máy từ thời điểm đầu tiên anh em mình vào cũng đã nói rồi, bảo một lần thôi, có khách đến nhà rót nước uống rồi là chào hỏi rất là tự nhiên, thật sự rất là vui. Còn đối với những anh em mà nó lớn hơn ở vùng cao rồi, như em Chứ chẳng hạn, chỉ bảo đôi khi lại khó hơn nhiều, bởi vì là lớn rồi, tiếp thu nó sẽ không được như đội này, và kiểu sửa sang nó sẽ không được như đội trẻ này. Đi xem nhà cửa một tí xem nào có vấn đề gì không. Đấy, bếp các thứ để bàn ăn, anh em mình thiết kế bàn ăn các thứ, đũa bát đũa sạch sẽ lắm nhà. Cái này ai rửa cho đây? Thím hả? Đấy, rất là sạch sẽ, trong này cũng được. Đấy, nhà tắm nhà vệ sinh gọn gàng sạch sẽ, ok. Điện đó là mình sẽ dùng thì mình sẽ bật bên kia về đúng không? Ừ, thế là được rồi. Mẫu nhà này anh em mình xem cũng rất là ưng, vì là thiết kế cũng khá là ok. Đấy. Anh em mình dám đột phá và cuối cùng thì cũng đã có được một mẫu nhà anh em mình ưng ý. Bây giờ cũng muộn muộn rồi đấy, chắc là chú xem xét nhà cửa một chút thôi, xong là chú đi về nhé. Đây ra, thay hết mái luôn. Thay cả mái bếp rồi là thay cả mái hiên luôn. À, cả công trình bếp rồi là phần mái nhà là thay ngon lành hết rồi. Tuyệt vời quá. Đúng. Như này thì đi làm yên tâm hơn rồi nhỉ? Dạ. Ban đầu thì với số tiền đấy thì em Vư cũng bảo là cố gắng tích cóp để xây lại. Tuy nhiên thì các em cũng còn rất là khó khăn. Sửa được như thế này rồi thì cô chú anh chị, đặc biệt là bác nhà hảo tâm hỗ trợ 40 triệu xem được, thì có thể biết được là yên tâm rồi. Bác nhà hảo tâm đấy cũng hỗ trợ cho Lùng Máy rất là số tiền rất là lớn. Vậy là anh em mình có thời gian, có điều kiện đi qua đây thì cũng sẽ tạt vào để chia sẻ cuộc sống hiện tại và dặn dò các cháu những cái điều nhỏ nhất. Nhớ là không được nghỉ học nhé. Chịu khó đi học, và đi học thì ngoan nghe lời thầy cô giáo.
không được nghịch, nhớ chưa? Đấy, quần áo thì không được nghịch đất để bẩn, về nhà thì giặt xong là phơi khô cho vào ba lô, nhớ chưa? Bây giờ thì chú đi về đây. Chào nhé. Chào chú ạ. Ừ. Rồi, chào các ông các bà nhé. Nào. Chào các ông các bà. Hẹn gặp lại các ông các bà. Chào cảm ơn các ông các bà. Đấy. Các ông các bà. Rồi, hẹn gặp lại tất cả mọi người, cô bác anh chị khán giả trong những cái video tiếp theo. Và mong rằng là mọi người sẽ cùng lan tỏa, chia sẻ cái video này. Một lần nữa là chúc mừng Lùng Máy và cảm ơn các nhà hảo tâm rất nhiều. Xin chào và xin cảm ơn.